bát đỗ đen nhận ngay 40 lợi ích sức khỏe. Bạn có đang bỏ phí thần dược trời cho? Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống Ăn Vui. Quý vị thân mến, nhắc tới đỗ đen thì chúng ta lại nhớ đến các món như là chè thập cẩm, chè hạt sen, chè nha đam, chè bí đỏ, xôi, vân vân. Mà trong đó, đậu đen là thành phần quan trọng không thể thiếu. Loại ngũ cốc này kết hợp được với rất nhiều nguyên liệu khác, tạo ra những món ăn với hương vị thơm ngon khác lạ. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ biết đến đậu đen như một thực phẩm mát lành, giải nhiệt cơ thể, thì bạn đang lãng phí một thần dược cho sức khỏe của chúng ta đấy. Bởi nó có thể chữa trị đến 40 chứng bệnh khác nhau mà không phải ai cũng biết. Cụ thể, cách sử dụng đỗ đen trong việc hỗ trợ và điều trị bệnh như thế nào? Mời quý vị cùng đón xem! Ăn một bát đỗ đen nhận ngay 40 lợi ích sức khỏe, bạn có đang bỏ phí thần dược trời cho? Chị Phạm Thị Kim Anh sống tại Hà Nội cho biết, năm nào cũng vậy, cứ vào mùa hè, gia đình tôi lại nấu món chè đậu đen mỗi tuần 2 lần, cho vào ngăn mát tủ lạnh dùng cả ngày. Mỗi lần tôi kết hợp với các nguyên liệu khác như dừa, hạt trân châu, hạt sen, thạch hoặc các loại ngũ cốc khác. Chồng tôi sáng sớm đi làm cho vào hộp mang theo đến trưa dùng. Các cháu rất thích thú với món ăn này. Để đảm bảo không gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tôi không dùng đường trắng mà dùng đường thốt nốt, không bỏ quá nhiều vì gây ngọt, không cho các cháu dùng đá để tránh bị viêm họng. Còn chị Hoa, người dân tỉnh lên Hà Nội sống không xin được việc nên chọn nghề nấu xôi bán vào mỗi sáng. Chị cho biết mỗi ngày dậy từ 3 giờ sáng nấu 20kg xôi, bao gồm các loại đậu xanh, dừa, đậu đen, lạc, xéo. Đến 5 giờ mang ra vỉa hè bán nơi có nhiều người qua lại, chỉ 3 tiếng là hết sạch, hôm nào bán chậm thì 9 giờ là hết. Hôm nào xôi đậu đen cũng hết đầu tiên, khách chủ yếu là nhân viên văn phòng, học sinh và sinh viên, trong đó đa số là khách quen. Một khách mua xôi cho biết anh không muốn ăn phở, bún, bánh bao vì sợ không đảm bảo an toàn và vệ sinh, trong đó xôi, khoai và ngô lại rõ nguyên liệu, cách nấu đơn giản nên hạn chế tối đa rủi ro. Hơn nữa, giá thành nhỏ hơn so với các món ăn sáng kia mà lại no lâu nên là lựa chọn hợp lý. Qua hai câu chuyện vừa kể bên trên, có lẽ chúng ta đều nghĩ đỗ đen là lựa chọn khá lý tưởng và rất tốt trong thời điểm hiện tại, vì tính an toàn cũng như có nhiều lợi ích thiết thực đối với sức khỏe. Vậy lý do gì loại thực vật ngũ cốc này lại tốt như vậy? Sống Ăn Vui xin mời quý vị tham khảo những nội dung sau đây để hiểu rõ hơn. 1. Khả năng giải độc. Chúng ta đều biết sulfate là loại hoạt chất có trong loại thực phẩm công nghiệp. Với người nhạy cảm với sulfate, nó có thể gây nhức đầu, tăng nhịp tim, giảm tập trung. Trong đậu đen có chứa molybdenum, là loại thành phần có các enzyme oxidase. Nó có tác dụng khử độc sulfate rất tốt. Mỗi ngày ăn một chén đậu đen là có thể đảm bảo 172% molybdenum cần thiết. 2. Cung cấp dinh dưỡng rất tốt cho nữ giới. Folate và sắt là hai vi chất rất quan trọng với nữ giới lại có trong hạt đậu đen. Chúng ta đều biết folate sinh tố B6, tốt cho phụ nữ có thai, nếu thiếu có thể làm thai nhi phát triển bất thường. Còn sắt thì là nguyên liệu phục vụ cho quá trình tạo máu. Bên cạnh đó, các khoáng chất như magie, canxi và nhóm sinh tố B trong hạt đậu đen còn giúp giảm stress, làm giảm các cơn nóng tính của nữ giới ở tuổi mãn kinh. 3. Phòng chống bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài polyphenol là hợp chất phổ biến trong hạt ngũ cốc, đậu đen còn có thêm các sắc tố anthocyanin, lượng chất chống oxy hóa trong hạt đậu đen cao hơn rất nhiều so với các loại đậu khác và cao gấp 10 lần trong quả cam. Mỗi một chén đậu đen có thể cung cấp đủ chất xơ cho một người trong một ngày. Đây là chất có khả năng làm giảm và chậm hấp thụ mỡ tại màng ruột, đồng thời kết dính một phần muối mật để đào thải ra bên ngoài, từ đó giúp hạ cholesterol trong máu hiệu quả. Các chất chống oxy hóa trong đậu đen còn giúp kháng viêm, loại bỏ chất béo, ngăn chặn sự oxy hóa LDL, khoáng chất magie và canxi giúp ổn định tim mạch. Do tác dụng kháng viêm và giảm mỡ nên đậu đen có khả năng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường tốt, đồng thời hạn chế tối đa các di chứng do căn bệnh này gây ra. Với hàm lượng 53,3% chất đường bột, 24,2% chất đạm và chất xơ, đậu đen là lựa chọn rất tốt cho người bị tiểu đường. Bên cạnh đó, nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, hạt đậu đen còn giúp trung hòa các gốc tự do, giảm hư hại DNA, chống thoái hóa tế bào, từ đó hình thành cơ chế làm chậm quá trình lão hóa. 4. Tác dụng bổ thận. Từ xưa, người Trung Quốc và Nhật Bản đã biết sử dụng đậu đen rang để làm thuốc tăng cường chức năng sinh lý, bổ máu và bổ thận.
Đông y quan niệm rằng màu đen của đỗ đen thuộc hành thủy, có liên quan đến thận nên có tác dụng dẫn thuốc về thận. 5. Chữa bệnh gút. Theo quan niệm của y học cổ truyền Trung Hoa, nước đỗ đen rang có khả năng giải độc, thanh nhiệt, điều hòa ngũ tạng, bớt sưng phù. Đối với người bị bệnh gút, nên uống một chén nước đậu đen vào mỗi sáng sau khi ngủ dậy và một chén buổi tối trước khi ngủ trong vòng 30 ngày. 6. Kiềm chế bệnh ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú. Trong đỏ đậu đen có chứa flavonoid là hoạt chất có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nhất là làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú. 7. Tác dụng bổ tim. Vitamin B phức hợp và chất kháng viêm trong đỗ đen giúp tăng sự bền bỉ thành mạch máu, giúp giảm cholesterol và triglyceride, cho nên rất tốt cho sức khỏe tim mạch. 8. Làm đẹp da, tăng mọc tóc, làm đen tóc. Một số bài viết chia sẻ trên mạng về việc ăn đậu đen giúp đen tóc và tăng mọc tóc, giảm thiểu nguy cơ rụng tóc. Còn có một số bài hướng dẫn làm mặt nạ đỗ đen chăm sóc da mặt, tuy nhiên hiệu quả vẫn chưa được kiểm chứng. 9. Hỗ trợ điều trị huyết áp cao. Như đã trình bày bên trên về khả năng chống oxy hóa, giảm cholesterol xấu, kháng viêm, tăng sức bền thành mạch máu, đây là những yếu tố cần thiết góp phần giảm thiểu nguy cơ bệnh huyết áp cao. 10. Chữa táo bón, tiểu rắt. Lấy đậu đen rang chín, tỏi đập dập, cho vào nồi ninh nhừ, uống vào sáng sớm liên tục nửa tháng. 11. Trị đau nhức xương. Sao vàng đỗ đen ngâm với rượu, cứ 2 ngày uống một chén. 12. Trị râu tóc bạc sớm. Lấy hà thủ ô và đậu đen chưng cách thủy trong vòng từ 2 đến 3 tiếng mà dùng, cũng có thể tán bột đậu đen để uống. 13. Chữa mất ngủ và đau đầu. Đối với người mất ngủ, rang đỗ đen cho nóng vào vỏ gối nằm, khi nguội thì thay lượt đậu đen khác. Còn những ai đau đầu thì rang đậu đen ngâm với rượu, sau một tuần là có thể uống được, mỗi ngày uống một chén nhỏ. Ngoài ra, để điều trị đau đầu, có thể dùng 3 phần đỗ đen xào hơi có khói, ngâm với 5 phần rượu, đậy kín, 7 ngày sau lấy ra uống hết. 14. Thúc đẩy tiêu hóa, tăng nhu động ruột. Nhờ có thành phần anthocyanin, chất chống oxy hóa, chất xơ, hàm lượng chất dinh dưỡng cao mà đỗ đen giúp cải thiện thúc đẩy chức năng tiêu hóa, tăng nhu động ruột, ngăn ngừa tình trạng táo bón. Quý vị thân mến, quả thật đậu đen đem đến rất nhiều tác dụng cho sức khỏe của chúng ta, có đúng không ạ? Vẫn còn tận gần 30 bài thuốc chữa bệnh nữa từ loại đậu rẻ tiền này mà chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị. Đừng bỏ lỡ, vì biết đâu bạn cũng đang gặp tình trạng bệnh tương tự và chưa biết cách khắc phục ra sao, thì đậu đen sẽ là giải pháp tuyệt vời cho bạn. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. 15. Giảm đau lưng, các bệnh tiết niệu, chứng lạnh bụng hay bất thường ở âm đạo do lạnh âm gây ra. Trong đông y, đậu đen có màu đen đại diện cho hành thủy, mà nước đi cùng với thận. Người ta quan niệm rằng ăn đậu đen rất tốt cho thận, vì vậy những người bị yếu thận ăn vào sẽ có tác dụng hiệu quả kể trên. 16. Bài thuốc giúp sáng mắt, bổ tim, thận, gan, đen tóc, tai thính, nhuận trường, mạnh gân cốt, giải độc, chống táo bón, thanh nhiệt tiêu thủy, giảm đau, hoạt huyết, chống đau vặt. Theo sách Lãnh Hải Y Thoại của Lai Đình Phổ đời Thanh Trung Quốc, thì dùng 49 hạt đậu đen xanh lòng, hạt còn mới, mẩy, không hỏng, rửa sạch trong nước sôi để nguội, cho vào ly sạch, đổ ngập nước sôi để nguội, cho vài hạt muối ăn, nếu không bị chứng kiêng muối như phù, cao huyết áp, đậy kín, ngâm qua đêm hoặc ít nhất vài tiếng. Sáng dậy rửa mặt đánh răng xong uống hết 49 hạt này cùng với nước ngâm đó, nếu không đủ nước có thể ngâm thêm nước lọc. Lưu ý uống nuốt nguyên hạt chứ không được nhai. Sau tối thiểu 30 phút là có thể ăn thứ khác, không phải kiêng cữ gì, người già trẻ đều được nhưng phải trên 17 tuổi. Uống cả đời cũng được nhưng phải ít nhất 2 tháng mới có hiệu quả. Bài thuốc này dùng cho cả người bị đái tháo đường. 17. Cũng bài thuốc 16 nhưng áp dụng cho trẻ em. Làm tương tự như bài thuốc số 16, nhưng chia làm nhiều lần uống để không bị lạc hạt đậu vào đường khí quản, không ngâm quá lâu khiến đậu lên men không còn hiệu quả, tối thiểu 30 phút mới được ăn đồ khác. Nếu trẻ từ 3 đến 10 tuổi thì dùng mỗi ngày 7 hạt, từ 11 đến 16 tuổi thì dùng mỗi ngày 21 hạt. 18. Bị đau bụng dữ dội. Lấy 50g đậu đen sao cháy hoặc để nguyên, sắc với nước và chút rượu hoặc sắc với rượu uống.
19. Bỗng dưng đau nhói lưng sườn. Lấy 200 đỗ đen rang vàng ngâm với rượu uống dần. 20. Trị trúng phong cấm khẩu, không nói được, không cử động được tay chân, tâm phiền hoảng hốt hoặc hay ngất rồi tỉnh lại, đầy hơi đau bụng. Lấy đỗ đen loại mẩy nấu nước bỏ bã, co cô đặc rồi ngậm. Cách này phải làm lâu ngày mới khỏi, phù hợp trong điều kiện không có cơ sở y tế hoặc dùng hỗ trợ điều trị. 21. Trị say rượu bị bất tỉnh. Lấy 1.000 gram đậu đen nấu với nước chia ra uống nhiều lần, cho nôn ra được là khỏi. 22. Trị ngộ độc rau củ quả. Lấy đậu đen tán nhỏ rồi ngâm với rượu, vắt lấy 500ml chia ra nhiều lần uống trong ngày. 23. Trị thương tiêu hóa bức, ứ máu hoặc khạc ra máu buồn phiền, khát nước, khô ráo. Lấy một vốc đậu đen, hai quả ô mai, hai cành tử, tô sắc với 3 bát nước cho còn 3/5. Giã gừng sống vắt lấy nước khoảng một chén, hòa hai dung dịch này lại, chiêu uống nhiều lần sau bữa ăn. 24. Bị trúng hàn. Sao cháy đỗ đen, đổ rượu vào lúc đang nóng uống ngay, trùm chăn mỏng khắp người cho ra mồ hôi là khỏi. 25. Trị phù thủng, ngồi hay nằm không yên. Lấy 1.000 gram đậu đen nấu với 5 lít nước cho còn 3 lít, cho thêm 5 lít rượu nấu cho đến khi còn 3 lít. Chia ra uống 3 lần, uống lần đầu lúc nóng, các lần sau hâm cho nóng rồi uống, uống đến khi khỏi mới dừng. 26. Chữa trị ra máu. Lấy bồ kết sắc lấy nước, tẩm một lúc vào đậu đen xanh lòng, mang đậu đen sao vàng, sáp bỏ vỏ, tán bột, dùng nước mỡ lợn trộn đều viên bằng hạt ngô. Mỗi lần lấy 30 viên uống cùng với nước gạo tần mễ, cách này rất hiệu quả. 27. Trị bụng trướng do ăn phải cá độc. Rắc nước đậu đen uống khi còn ấm. 28. Điều trị tiểu đường dùng một trong hai cách sau. Cách 1. Lượng bằng nhau 2 vị đậu đen và thiên hoa phấn, tán nhỏ trộn hồ, viên bằng hạt ngô, mỗi ngày một lần uống 70 viên, hoặc rắc nước đậu đen ngày uống 2 lần. Cách này hiệu quả với người bị chứng tiêu khát thận hư. Cách 2. Lấy đậu đen tán nhỏ cho vào một cái túi mật bò, phơi trong bóng râm đủ 100 ngày tán thành viên to chừng 2 gram. Mỗi ngày uống 1 viên, uống hết số đó sẽ có tác dụng. 29. Trị tiêu chảy hoắc loạn. Lấy một vốc đậu đen nghiền sống mang hòa với nước uống. 30. Kinh trị âm chứng bí phương. Đậu đen lấy lượng vừa phải sao già, tắt bếp đổ rượu vào, đậy kín để tránh bay hơi, chờ cho nguội rồi uống. 31. Thanh lọc cơ thể. Lấy 20-40g đỗ đen nấu hoặc chèo uống, mỗi ngày một lần. 32. Chữa cơ thể suy nhược. Mỗi ngày lấy 30g đậu đen nấu chè với đại táo ăn, liên tục 3-4 ngày. 33. Trị thiếu máu, tai ù, thận suy, cơ thể và thần kinh suy nhược. Kiếm một con cá chép làm sạch mang chiên hoặc nướng, 40g đậu đen ngâm vài giờ, cho cả hai nguyên liệu vào nấu, khi sôi để lửa nhỏ cho đậu nhừ, thêm gừng, tỏi và gia vị cho vừa ăn. 34. Trị chứng mệt mỏi, tiểu tiện bí táo. Lấy một củ tỏi bỏ vỏ đập dập nhưng không nát quả, nấu chín với nửa chén đậu đen, khi sôi cho nhỏ lửa cho đậu nhừ, nêm ít đường, muối cho vừa miệng rồi ăn, mỗi ngày dùng vào lúc sáng sớm cho hiệu quả. 35. Trị ngộ độc rượu lâu ngày hoặc đau nhức xương khớp. Kiếm một quả dừa xiêm không quá già, vạt phần đầu, cho đậu đen vào, đậy nắp kín, mang chưng cách thủy vài tiếng cho đậu nhừ, lấy ra ăn cả cái và nước mỗi tháng 1-2 lần. 36. Phụ nữ sau sinh bị chóng mặt, hoa mắt, sức khỏe yếu do mất máu. Lấy 50 đậu đen, một con gà ác hầm nhừ ăn cả nước và cái, mỗi tuần 2 lần giúp nhanh lấy lại sức. 37. Đàn ông bị liệt dương, di tinh, râu tóc bạc sớm, chân tay mỏi mệt. Lấy 50g đậu đen nấu lấy phần nước chưng cách thủy 2-3 tiếng cùng 300g hạt thủ ô đỏ. Vớt hạt thủ ô ra phơi khô dùng dần. Nếu dùng dạng nước sắc thì mỗi ngày 15-20g, còn dạng bột thì 5g. 38. Trị chứng khô miệng ban đêm, giải khát. Lấy 80g đỗ đen, một quả lê và 30g đường phèn sắc nước uống hàng ngày. 39. Chứng rối loạn tiền đình gây chóng mặt. Lấy 30g đậu đen, 50g ngải cứu và một quả trứng gà, luộc 3 vị đến khi trứng chín, uống nước sắc và ăn trứng. 40.
trị hoa mắt, nhức đầu, mắt kém, say nắng, người già thị lực yếu, quáng gà hay chảy nước mắt. Lấy 30g đậu đen và 10g hoa cúc nấu canh lấy nước uống hàng ngày, dùng từ 5 đến 10 ngày thì dừng. Những trường hợp kiêng kỵ với đậu đen. Tuy có nhiều tác dụng tốt nhưng đối với một số trường hợp vẫn nên hạn chế ăn quá nhiều đậu đen, các trường hợp đó bao gồm 1. Người bị tiêu chảy, chân tay lạnh, viêm loét dạ dày, hoành tá tràng, không nên uống quá nhiều nước đậu đen vì có thể khiến bệnh nặng hơn. 2. Người sử dụng các thực phẩm chứa canxi, kẽm, sắt, vì phytates có trong đậu đen có tác dụng làm giảm hấp thu các vi chất này. 3. Không uống lúc quá đói, có thể gây ra choáng váng, say, dị ứng, làm ảnh hưởng tới dạ dày. 4. Người đang dùng thuốc đông y, nên hạn chế để công tác điều trị hiện tại được tốt hơn. Ngoài ra, việc sử dụng quá nhiều nước đậu đen trong thời gian dài có thể gây đau bụng, rối loạn tiêu hóa, giảm chức năng đường ruột, thành ruột, đau dạ dày. Với 40 công dụng trên đây, quý vị tha hồ và yên tâm sử dụng đậu đen trong từng trường hợp cần đến. Thứ đậu thơm ngon mát lành bổ dưỡng này sẽ là thực phẩm vàng trong căn bếp nhà bạn đấy. Chúc quý vị và các bạn khỏe mạnh với những bài thuốc hữu ích từ đậu đen.